Tại buổi tập huấn, các đoàn viên thanh niên được lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, cách phân biệt tin giả, tin ảo, cũng như nhận biết được những trang tin chính thống, từ đó có cách ứng xử phù hợp và chuẩn mực hơn trên mạng xã hội. Với vai trò của một người đoàn viên thanh niên, thì mình cũng phải biết là chọn lọc được những cái nguồn tin. Mình sẽ chia sẻ, lan rộng những cái thông tin hữu ích, những thông tin hay, trang mạng chính thống, nội dung mà tuyên truyền thông điệp tốt đẹp hàng ngày cần được chia sẻ rộng rãi hơn đến với các bạn đoàn viên thanh niên. Về phía đoàn khối dân chính đảng thành phố thì đã có ban hành các văn bản hướng dẫn là đoàn viên thanh niên là sử dụng mạng xã hội an toàn, tổ chức nhiều lớp tập huấn về các kỹ năng là đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, để từ đó là mang những hình ảnh đẹp của đoàn viên thanh niên cũng như là những công việc ý nghĩa trong đời sống đời thường đến với lại người dân trên khắp thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, đoàn viên thanh niên cũng được ôn lại những truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sau 91 năm thành lập, từ đó cho thấy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và phát triển xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.